Công an phường Bình Nhâm, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân một người phụ nữ ngã xe bất tỉnh nghi bị giật dây chuyền. Theo đó, người phụ nữ 42 tuổi ngụ thành phố Thuận An chạy xe máy trên đường Cách Mạng Tháng 8 thuộc phường Bình Nhâm, thành phố Thuận An. Khi gần tới trường tiểu học Bình Nhâm thì bất ngờ ngã xe xuống đường bất tỉnh. Cách đó khoảng 1 mét là sợi dây chuyền trên cổ chị này bị đứt rơi xuống đường. Ngay sau đó, người dân gọi xe cứu thương tới hỗ trợ đưa người phụ nữ vào bệnh viện cấp cứu. Phần mặt bị thương nặng, người phụ nữ sau đó đã tỉnh lại nhưng tinh thần hoảng loạn. Nhân chứng cho biết, họ nhìn thấy nạn nhân bị hai thanh niên giật dây chuyền, làm chị bị lạc tay lái. Đối tượng sau đó đã bỏ chạy rất nhanh. Công an phường Bình Nhâm sau đó có mặt lấy lời khai nhân chứng điều tra vụ việc.